meow. Bye bye. Bye. Đây mọi người, nhà thờ rất là đẹp, quán cà phê rất là đẹp. Đây là Santorini. Đây, Santorini. Cái này là tên của cái đảo ở đây nha mọi người. Santorini, I love Santorini. Đây mọi người, rất là đẹp luôn. Wow, đây là tên đảo nha mọi người. Trên này nhà hàng rất là nhiều luôn nhưng mà đóng cửa nha mọi người. Hi, xin chào mọi người. Này là mình đang ở một cái đảo ở đất nước Hy Lạp. Đó, rất là đẹp luôn mọi người. Thì đây là cái nhà thờ chính ở trên cái đảo này. À, cái khu này rất là nổi tiếng luôn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vòng khu này nha mọi người. Đây là cái nhà thờ chính và trên cái đảo rất là nhiều nhà thờ luôn. Và phía bên kia là biển kìa mọi người. Mấy cái khu nhà đây rất là đẹp. Trời ơi, đẹp khủng khiếp mọi người ơi. Nhưng mà bình thường á là hôm nay mình đi là mùa đông. Mùa đông á thì rất là ít khách du lịch luôn. Ở đây nó bị chừng lại du lịch đó mọi người. Nó lạnh quá, nó bị chừng lại. Còn mùa hè thì đông khủng khiếp luôn. Mùa hè là coi như là mọi người đứng xếp hàng chụp hình, kéo hàng dài vậy mọi người. Rất là đông. Nên bây giờ mùa đông á thì cũng đỡ, cái là hôm nay may mắn là trời nó nắng á mọi người. Đó, nên trời rất là đẹp luôn mọi người, đi theo mình nha. Đây bên này là biển nè mọi người. Wow. Đó, mọi người thấy không? Nhà ở đây từng tầng trải dài vậy đó. Đó, từng hẻm từng góc. Và đặc biệt nhà ở đây rất là đẹp mọi người, toàn là một màu trắng bóc. Ai mà thích màu trắng tới đây là perfect luôn. Mình rất là thích màu trắng và mình tới đây. Rất là đẹp đó mọi người, nhìn cảnh rất là đẹp đúng không? Bây giờ mọi người đi theo mình nha. À, đặc biệt đó mọi người. À, mấy dãy nhà bên này là y như là một cái đồi núi á mọi người. Đó, nhà chen chúc nhau, chen chúc nhau. Thì bây giờ mùa đông á nên những cái shop bán đồ họ cũng đóng cửa hết rồi. Đây, những cái shop bán đồ lưu niệm mọi người. Đây, mấy cái tòa nhà vậy lành. Nè, rất là nổi tiếng, nhìn rất quen đúng không mọi người. Mấy con lừa nè. Cái lúc mà mùa hè á, thì khách du lịch đi mà người ta leo không nổi á, thì họ thuê mấy con lừa này và họ leo lên. Chỗ tội nghiệp mấy con lừa mọi người ơi. Trời ơi, khách du lịch leo lên đây và nó chở mọi người đi tham quan. Đây rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình thích chụp hình chỗ cái khu nhà màu xanh đó mọi người. Đó, mình thích chụp hình chỗ này nè. Đó, rất là đẹp. Đây mấy cái gian hàng bán đồ lưu niệm. Mùa này á mọi người thì không có khách du lịch. Đó, nên những cái hàng quán ở đây người ta cũng đóng cửa hết rồi. Đây dưới đây là mấy cái con hẻm nè mọi người. Mình cứ đi thẳng xuống đây. Đây mình đi thẳng xuống đây một chút thử coi. Trời rất là đẹp luôn. Đó. Này mọi người. Wow. Cái cảnh quá đẹp luôn. Đây, in here. Đó mọi người. Hôm nay được may mắn á mọi người. Mình đi mùa đông nhưng mà trời rất là ấm và có nắng. Chứ mùa đông bình thường á, hôm qua người dân địa phương ở đây nói năm ngoái mùa đông thì có tuyết và trời rất là lạnh nên không có du khách nữa. Mà ngộ mọi người ha, mình không thể tưởng tượng được là ở một cái đất nước nào đó trên thế giới mà một cái cảnh rất là đẹp như vậy nhưng mà mùa đông thì du lịch lại bị chững lại, chững lại không có khách du lịch luôn mọi người. Rất là tiếc, rất là đẹp luôn. Đây hiếm hoi lắm mình mới thấy được mấy cái shop bán đồ lưu niệm mà họ còn mở cửa, tại vì không có khách du lịch nên họ phải đóng hết. Đây mọi người ơi, rất là đẹp. Và bây giờ mình đi nha mọi người. Mình đi vòng vòng lên đây mình tham quan. Ngay chỗ đây là người ta bán đồ ăn, nước uống rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ không có khách nên đóng cửa hết rồi nè.
Đây mọi người thấy không? Đồ để buôn bán vẫn còn đây. Nhưng mà bị đóng cửa. Mỗi nhà đây mọi người, đặc biệt á là không có cái nhà nào giống nhà nào hết luôn. Mấy cái cổng cũng vậy luôn. Không có cổng nhà nào giống nhà nào hết. Cổng có thể màu xanh này, màu đỏ này, màu vàng nè. Đó chưa? Màu đỏ nè. Bên này màu vàng nè. Hoặc là màu xanh nè, hoặc là màu hồng nè. Nhưng mà nhà đặc biệt ở đây là phải màu trắng hết nha mọi người. Một màu trắng tinh. Rất là đẹp. Đây bên hông này cũng là mấy cái hẻm để mình đi nè. Wow, chỗ đây có một cái quán ở cửa. Ở đây mùa hè, biển thì rất là xanh luôn. Nhà thì rất là trắng và những cái dàn hoa giấy á, nó nở rực lên rất là đẹp. Đây cũng nhà hàng nè mọi người mà không có khách nên đóng cửa nè. Đây mình đi thẳng xuống đây. Mà ở đây rất là nhiều những cái con hẻm. À, mọi người đi vô đây thử coi. Đó cũng là một cái con hẻm dễ thương đó mọi người ha. Cái góc nào cũng đẹp hết mọi người ơi. Góc nào cũng đẹp hết luôn. Đây mùa hè là hoa giấy nó nở rực xuống đây là trời ơi. Đây mọi người, cái khu nhà màu xanh nè. Wow. Wow, quá đẹp luôn. Đây cái chỗ này là ngay chỗ cái poster hình đó mọi người. Đó mọi người thấy không? Trời ơi cái nhà màu xanh nó đẹp. Rất là đẹp luôn. Ngay chỗ đây là mấy nhà người ta cho thuê Airbnb á. Mình ở khách sạn ở đây nè mọi người. Đó, cái khu mình ở là bên kia. Còn cái khu này á là nổi tiếng hơn. Đó, cái mấy cái tòa nhà màu xanh đẹp quá. Đi bây giờ mọi người đi theo mình đi lên đây tiếp nha mọi người. Đây, hàng rào màu xanh đây. Màu xám đây. Đó. Đủ màu hết. Nhưng mà tường nhà thì hầu như là màu trắng. Màu trắng nha mọi người, rất là đẹp. Bây giờ mình đi mùa này mọi người. Vắng người nhưng mà rất là thích luôn. Mình có thể quay phim nè, chụp hình nè mà không thấy người. Đây cái cổng, mọi người có để ý không? Mỗi nhà là một cái kiểu cổng khác nhau. Không có cái cổng nào giống cổng nào hết. Và cũng không có cái nhà nào giống nhà nào hết. Đây cái cổng này cũng khác nữa nè. Đẹp quá hay. Wow. Đẹp quá mọi người ơi. Cái góc nào cũng đẹp hết. Quá đẹp luôn mọi người. Đây, bên này có cái shop trang sức nè, nhưng mà người ta đóng cửa luôn rồi. Đó, mình đâm thẳng ra bên này là cũng một cái hẻm nha mọi người. Mình nhìn thẳng ra biển. Đó, mình cứ đi xuống vậy là một cái cảnh khác nữa. Rất là đẹp. Nói chung là ở đây là nhà mà ở trên dốc nha mọi người. Từng nhà nối đuôi nhau vậy đó. Đó, mình có thể mình đi hết mọi cái con hẻm. Đây mỗi cái hướng, mỗi cái hẻm khác nhau. Đây cái này là chuông nhà thờ nè mọi người. Đây, những cái nhà thờ là ở trên chóp đều có những cái chuông hết. Wow, quá đẹp luôn mọi người ha. Thôi bây giờ mình đi leo lên ngược lại nghe mọi người. Giờ mình leo lên ngược mình đi tiếp. Tại vì mình đi xuống những cái hẻm á là nó cứ đi xuống đó, mọi người. Nhưng mà mình đang muốn đi lên để mình đi một cái đường thẳng mình quay cho mọi người xem. Đẹp quá nhưng mà mọi người đi đến cái đảo này á, mọi người nhớ đi mùa hè nha. Mùa hè thì rất là đẹp luôn, nhưng mà đều đông người thôi. Nhưng mà đông người thì mới vui mọi người phải không? Ở đây vắng quá. Đây, hiếm hoi lắm mình mới thấy được một cái nhà mà nó sơn màu. Đây, shop. Ở trên này còn có mấy cái shop nó mở cửa nè mọi người. Chứ hầu như là mình thấy là nó đóng cửa hết luôn á. Wow, đẹp quá đấy nha. Đây có một cái shop đây, bán đồ lưu niệm. Wow, cái shop này đẹp quá nè. Mấy đồ lưu niệm nè. Đẹp quá mọi người. Chờ mọi người thấy không?
hiếm hoi lắm mình mới thấy được vài vũ khách. Nguyên một cái đảo mà trắng bóc hết. Quá đẹp luôn. Hoa giấy ở đây nó cũng khác nè mọi người. Mình không biết làm sao mà cái màu nó rất là rực luôn. Wow, đây này mọi người. Trời ơi, quá đẹp luôn. Thấy chưa? Ồ, đi đâu vậy con? Mình sợ chó lắm mọi người. Mình thấy chó là mình né à. Mình rất là sợ chó, nhưng mà cái con chó nhà mình thì nó rất là thương mình nên mình lại không sợ nó. Đây, đây thêm con chó nữa. Ở đây á, thỉnh thoảng á, đi lo mà né mình nghe mọi người. Chó với mèo ở đây rất là nhiều luôn. Nó không có chỗ đi, cái nó đi bên hông vách tường á. Góc nào cũng đẹp mọi người ha. Qua bên kia có cái nhà thờ màu đỏ đẹp nha. Cái gì lát nữa mình sẽ xuống đó nha mọi người. Oh my god, trời ơi. Con chó rượt mèo. Mèo kìa, dễ thương nha mọi người. Mèo. Ở đây rất là nhiều mèo luôn. Rồi, tha cho con đi bà nội. Wow. Đó mọi người thấy không, mèo ở đây rất là nhiều luôn. Hồi nãy một con chó nó rượt con mèo á. Mèo. Mình sợ mèo mọi người, chưa bao giờ mình nuôi mèo. Nuôi chó à? Hi. How are you? Trời, cái bộ lông nó màu đen và cái ria nó màu trắng. Trong óc. Wow, dễ thương mọi người ha. Mỗi nhà một kiểu kiến trúc. Công nhận hay thiệt các mọi người. Mình đi mà mình không thấy một cái nhà nào giống nhà nào luôn á. Mà nhà nào cũng đẹp hết, kiểu nào cũng đẹp hết. Wow. Ai bức một nhìn hoa cắm đây. Không phải mình bức nha mọi người. Của người ta bức người ta để lại. Mèo nữa nha. Công nhận ở đây rất là nhiều mèo. Đây bên kia cái biểu tượng con lừa kìa mọi người. Là đây mà cái lúc mà đông khách du lịch á, người ta đi không nổi người ta sẽ thuê nó nha. Thuê cái leo lên con lừa mà nghĩ tội nghiệp nó quá mọi người ơi. Đây nhà thờ có cái chuông kìa. Cảnh ở đây quá trời đẹp luôn. Wow. Hiếm hoi lắm mình mới thấy một cái ngôi nhà màu vàng. Còn hầu như là màu trắng hết. Màu vàng nè. Tường màu đỏ cam nè. Trần nhà màu xanh nè. Rất là đẹp. Đây nguyên cái tường màu. Kiến trúc ở đây rất là đẹp luôn. Wow, mấy cái này đi lên nhà người ta nè mọi người. Wow, dễ thương nha. Trời ơi, cho mình ở đây mà một ngày mà leo lên đây là đuối hàng luôn nha mọi người. Đó, leo lên nhà rồi có cái cổng vô kìa. Dễ thương nha. Wow, ở đây rất là đẹp. Đẹp quá. Wow, dễ thương quá. Nói chung ở đây á, mình thấy góc chụp hình nào cũng đẹp hết. Không có một cái góc nào mà không đẹp. Ai mà thích sống ảo á, đi tới đây là chụp hình là coi như là số 1 mọi người. Đó, những cái con đường hẻm rất là đẹp. Đây nhà thờ đây mọi người. Nguyên dàn hoa giấy đẹp nha. Hoa giấy màu trắng. Wow, trắng tinh luôn. Đẹp quá. Mình ngồi nghỉ mệt nha mọi người. Giỡn cho vui thôi chứ cũng đâu có mệt đâu. Đây nhà thờ rất là đẹp. Công nhận ở đây có mấy cái nhà thờ mà cái nóc màu xanh đẹp quá. Tại vì màu trắng hết á, cái nó màu xanh cái nó nổi bật lên. Dàn hoa giấy mà nó đi với cái nước nữa kìa. Perfect. Một cái đảo mà không có người, không có khách du lịch vào cái mùa này nó rất là sạch luôn. Công nhận nó sạch. Không có rác, mẫn đúng thôi. Không có khách du lịch thì đâu có ai xả rác.
Mà cái màu trắng ở đây á, nó không có dơ luôn mọi người. Mình thấy nó không có dơ luôn. Mình nghĩ là tại vì gió nó vô cái nó cũng thổi bụi hết đi hết rồi. Rồi ban đêm á, sương nó xuống á, thì mấy cái sơn này là sơn bóng á mọi người. Sương nó xuống cái nó thấm vô cái bụi, nó cũng trôi xuống y như nó tự rửa luôn. Đẹp quá. Góc nào cũng đẹp hết mọi người ha. Trời ơi, nhìn thẳng xuống kìa mọi người. Mình nghe nói ở đây mùa hè á, rất là nóng luôn. Nên bông giấy á, bông giấy nó lại hợp mùa hè nên nó nở rộp trời luôn. Ồ, rất là đẹp. Màu trắng nè, trắng mà trắng dã man. Đẹp quá. Quá trời đẹp luôn. Đó, những cái bậc thang đi xuống đó là nhà hết đó nha mọi người. Đó, người ta cho thuê Airbnb ở đây nè, người ta cho thuê khách sạn nè, rồi cũng có nhà của người dân ở đây luôn. Thì người ta kêu khách địa phương ở đây nói á, là hồi xưa là người giàu họ sẽ ở trên mấy cái nhà mà cao cao phía trên này mọi người, còn mấy người nghèo thì ở dưới thấp đó. Xong rồi cái ở đây nó nổi tiếng á, thì mấy người giàu mới mua là mấy cái nhà ở dưới thấp này hết, họ làm cho thuê du lịch. Coi như là mấy người mà có nhà ở đây là coi như là chùm luôn mọi người, tiền không. Trời, giống cái ruộng bậc thang ở bên Tây Bắc ở mình vậy đó, nhà mà nó từng bậc đi xuống biển. Đây mình đang đứng ở trên này là trên cái mái vòm cho nhà thờ nè mọi người, nó có mấy cái chuông nè đó, còn cái cờ này là cờ Hy Lạp, rất là đẹp. Ôi trời, trên này đẹp mà đẹp xỉu luôn mọi người. Wow, góc nào cũng đẹp hết. Mọi người có đi du lịch ở đây thì nhớ đi mùa hè nha mọi người. Còn nếu mà mình muốn chụp hình mà không có ai á, không dính bóng người vô đây á, thì mình đi cái mùa đông. Nhưng mà mùa đông thì hên xui nha. Mình năm nay thì mình đi mùa đông ở đây thì nó lại hên là trời nó nắng, nó không có bị tuyết, không có bị sương mù, nên biển nó vẫn xanh, nhà vẫn đẹp. Chứ còn nếu mà đi mùa đông mà gặp tuyết hay là sương mù là bó tay nha mọi người. Nhưng mà được đi mùa này á thì chụp hình không có người rất là đẹp. Mà mình nghĩ một lần trong đời ráng nên đi nha mọi người, mà mình hãy tranh thủ đi sớm lúc nào hay lúc đó. Tại vì lúc mà mình có tuổi rồi á, vài năm nữa mình có tuổi rồi là mình sẽ leo không được nữa. Đó, mấy cái nhà dưới kia nó chưa sơn kìa mọi người, còn màu xi măng kìa. Đó là họ mới sơn, họ mới xây dựng xong hết rồi họ sẽ sơn màu trắng hết. Đẹp quá ha. Đây nguyên một cái đảo. Này đi là đuối luôn mọi người. Cho mình ở trên này mà mỗi ngày đi dài dòng chắc chết. Đây. Đẹp quá. Hôm nay trời rất là đẹp luôn. Rất là may mắn. Wow, ở dưới này có nhà hàng nè. Nhưng mà mình nghĩ là đóng cửa hết rồi. Nếu mà cái mùa đỉnh điểm du lịch đó, đông khách đó, thì mình nghĩ chụp hình không có đẹp đâu. Tại vì chụp hình ở đây mà dính người á. Wow, màu xanh nè, màu vàng nè. Có cái xay gió nữa kìa. Nói ở đây mà đẹp thì quá thừa luôn phải không mọi người? Rất là đẹp. Đẹp quá, đẹp quá. Bây giờ mình cũng biết đi đâu nữa, mình cứ đi vòng vòng dễ quay cho mọi người biết nha. Đó, mình đi một vòng như vậy, mình cứ quay hết cảnh cho mọi người xem để mọi người hình dung xem ở đây nó như thế nào. Mình nghĩ cái này đi ngõ này hay ngõ này ta? Thôi mình đi ngõ này tiếp nha. Ô, chỗ này như là đất liền luôn vậy mọi người. Chỗ đó
không thấy người ta xây dựng. À, mình đi xuống đây đẹp nè, có cái cối nè, giống cái cối xây gió vậy. Mấy cái nhà ở đây thì không có cái view nhìn ra biển ha, mà kiểu nào cũng đẹp á. Mà mọi người có đồng ý với mình á là nhà đây là mỗi nhà mỗi kiểu không? Wow, quay ngược lại đẹp ghê luôn. Mỗi nhà mỗi kiểu mọi người. Mọi người có đồng ý không? À, mấy cái cửa sổ nè, cửa ra vào nè, rồi cái kiến trúc nhà. Đặc biệt là mình đi mình không thấy một cái nhà nào giống nhà nào luôn á. Mấy cái cổng đường về nè mọi người, không có nhà nào giống nhà nào, rất là đẹp. Wow. Bây giờ mình còn trẻ thì mình còn đi được phải không mọi người, chứ còn sau này mình lớn lớn một chút nữa rồi khỏi đi luôn. Nên mình sẽ đi mình quay cho mọi người xem. Tới đây là hết rồi hả ta? Mình đi xuống dưới đây thử. Wow, dưới đây là cái vực nè. Yeah, tới đây là hết rồi mọi người. À, người ta cấm đi rồi nè. Đó. Đẹp quá ha. Đó, đất liền nè. Trời, ở đây vẫn có bông nữa. Wow. Mấy cái nhà nó trắng đẹp quá. Trời. Nó màu xanh nó đẹp quá nè. Wow, giống như là cái bông 10 giờ bên mình nhé. Góc nào cũng perfect hết. Wow, tới cái điểm bên này là kết thúc rồi. Có một cái cổng người ta mở ô, mình nghĩ chắc cũng còn. Ô, nó cũng còn đường đi xuống nè mọi người. Đó, cũng nhà này nối nhà kia. Cái này là càng đi xuống rồi mọi người. À, hồi nãy mình từ trên mình đi lên, còn bây giờ nó càng đi xuống rồi. Đó, thôi mình quay vậy cho mọi người xem nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên lại. Thôi cái video của mình đến đây mình sẽ kết thúc. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của mình. Mọi người nhớ like, share, ủng hộ cái kênh YouTube của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người năm mới nhiều may mắn, sức khỏe. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye.